Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triều lệ diễn tái xuất với tạo hình khác lạ, khán giả lại chú ý một điều. Những hình ảnh mới nhất của Triều lệ diễn khiến cộng đồng mạng bùng nổ tranh luận trái chiều. Mới đây, Triều lệ diễn bất ngờ trở thành gương mặt trang bìa của một tạp chí khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Xuất hiện trên bìa tạp chí, Triều lệ diễn và ekip lựa chọn phong cách trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng, khoe chọn vẻ đẹp mộc mạc cũng như năng lượng của người đẹp họ Triệu. Cô nàng thậm chí còn gây sốc khi chỉ sử dụng một lớp son dưỡng mọng không màu để khoe chọn đôi môi căng mọng tự nhiên. Khác với những hình ảnh điệu đà hay sang trọng thường thấy, Triều lệ diễn lần này gây ấn tượng với vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính. Tuy nhiên, có không ít người phàn nàn về việc Triều lệ diễn quá gầy trên bìa tạp chí. Không chỉ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Triều lệ diễn, nhiều người còn cho rằng việc dịu dáng giảm cân sẽ ảnh hưởng không tốt tới fan hâm mộ, những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thần tượng. Nhiều người còn nói đùa rằng mỗi lần Triều lệ diễn đi quay phim đều sẽ mang theo bình thuốc bổ để chăm sóc cơ thể. Nói về việc này, fan hâm mộ của Triều lệ diễn cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng mình. Theo đó, Triều lệ diễn là người có thể trạng gầy tự nhiên nên thường không dễ tăng cân. Tuy nhiên, người đẹp vẫn thường xuyên tập luyện thể dục và bảo dưỡng cơ thể rất tốt. Dù đã là bà mẹ một con và tuổi tác ngày càng lớn, nhưng có thể nói Triều lệ diễn vẫn là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu vóc dáng hoàn hảo bậc nhất hiện nay. Về chuyện đời tư, sau khi ly hôn, Triều lệ diễn vẫn sống cuộc sống độc thân cùng con trai nhỏ. Cô và chồng cũ Phùng Thiệu Phong vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi dưỡng con cái. Có nhiều lần truyền thông bắt gặp Triều lệ diễn và Phùng Thiệu Phong cùng nhau đưa con trai đi ăn, cho thấy cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.